Hello, chào tất cả cô chú anh chị và các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Mỹ Motor nha. Hiện tại em đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát nha anh chị. Cửa hàng xe máy mới ha, chuyên cung cấp các dòng xe cho anh chị mình và các bạn trẻ mình hiện nay nè, yêu thích nè, rất là nhiều mẫu xe luôn. Xe số, công tay, tay ga đều có đủ anh chị ơi. Về phần màu sắc thì rất là nhiều luôn. Hôm nay thì sẽ gặp anh Hùng để cũng như là cập nhật giá xe cho các bạn anh chị mình tiếp tục nha. Đó, thì đây mình sẽ xem từ ở ngoài này, trong đây chứ, dài ra ngoài trước ha. Các bạn anh chị mình chịu khó mình xem hết video để biết được giá cả hiện tại như thế nào nha anh chị. Chào anh Hùng. Xin chào tất cả các bạn nha, chào anh Mỹ nha. Thì hôm nay mình và anh Mỹ lại tiếp tục cập nhật giá xe hiện tại để các bạn có thể tham khảo, và có ý định mua xe thì hãy đến với xe máy An Thành Phát nha các bạn. Thì hôm nay mình và anh Mỹ sẽ quay từ phía trong đi ra nha các bạn, vì hôm nay bên mình có một mẫu AB mới ha các bạn. Đó, mẫu phiên bản giới hạn của nhà máy Honda Việt Nam ấy thì mới cho ra mẫu mới. Đó, đây gọi là màu xám đen ha các bạn. Thì có hai mẫu này, thì mẫu AB 150 cũng có mà 125 cũng có nha các bạn. Thì đã cập bến tại xe máy An Thành Phát. Các bạn nào mà có yêu thích về một cái màu như này ấy, thì hãy đến xe máy An Thành Phát nha các bạn. Từ đây mình sẽ báo giá các bạn về cái mẫu AB 150 mẫu mới này, mẫu giới hạn này nha các bạn, thì có giá là 53 triệu nha các bạn. Còn mẫu 125 bên cạnh đấy thì có giá là 43 triệu nha. Đó. ABS luôn nha anh chị ơi. Hai mẫu này là phiên bản giới hạn nha các bạn. Nhà máy Honda sẽ sản xuất một số lượng nhất định, sau đó sẽ dừng sản xuất nha. Nên nếu các bạn lấy những cái màu xe này đi thì sẽ không bị đụng hàng ha các bạn. Đó. Còn bên cạnh những cái mẫu màu mới này thì bên mình vẫn có những cái màu cũ đó, sản xuất của nhà máy nha. Đó, như bên trước màn hình các bạn, đó là các màu của AB 150 như là màu đỏ, màu xanh, màu xám, màu đen, màu xanh đặc biệt. Đó, mình báo giá các bạn về mẫu màu xanh đặc biệt này nhá. Màu xanh đặc biệt này hiện tại có giá là 51.500.000 nha các bạn. Dạ, 125 là có giá bao nhiêu anh? 125 thì có giá là 39.500.000 nha các bạn. Giá xe đã giảm một xíu so với thời điểm trước nhá. Dạ. Đó. Về phần màu thì anh chị mình cứ đến An Thành Phát nha anh chị. Những cái mẫu xe khác thì màu 3D có rất là nhiều màu luôn. Màu ha, dạ. Đó. Chẳng hạn như Vario của anh chị, màu thì mẫu màu của AB dạ. AB 150 ha các bạn. Cái mẫu màu như màu xanh, màu đỏ, màu xám, màu đen ấy thì có giá là 50 triệu nha. Đó, chỉ riêng màu xanh đặc biệt thì có giá là 51.500.000 nha các bạn. Dạ. Đó, thì kế tiếp thì mình xem Vision anh chị ơi, anh chị các bạn mình. Hiện nay thì cũng rất là yêu thích cái mẫu xe này. Đây là mẫu Vision hiện tại ha các bạn. Vì cuối năm này nhu cầu mua xe máy rất là lớn, vì các bạn nữ yêu thích mẫu màu xe Vision này ha các bạn, thì đến xe máy này phát nha. Đây đủ tất cả các phiên bản, từ phiên bản tiêu chuẩn đến phiên bản cá tính nha các bạn. Đây là mình sẽ cập nhật các bạn về mẫu xe phiên bản cá tính nha các bạn. Để hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về mẫu cá tính này. Thì anh Mỹ có thể quay để các bạn có thể nhận biết được đâu là mẫu cá tính hoặc là mẫu phiên bản đặc biệt hay đâu là cao cấp nha các bạn. Riêng phiên bản cá tính thì cái tem của Vision ha các bạn, thì nó nằm phía trên nha các bạn, trên của yếm nha. Đó, cái phuộc của nó màu đỏ nha các bạn. Còn đây là chiếc phiên bản màu đen đặc biệt nha. Đó, các bạn để ý Vision nó nằm phía bên hông ha các bạn, và phuộc nó màu đen nha. Đó, chỉ có phiên bản cá tính thì phuộc của nó màu đỏ nha, còn các phiên bản sau nó là màu đen hết nha các bạn. Rồi, có giá là bao nhiêu anh? Chẳng hạn như chiếc này đi. Phiên bản đặc biệt này, màu đen đặc biệt này hiện tại có giá là 33.500.000 nha các bạn. Dạ. Còn phiên bản cá tính này hiện tại có giá là 36 triệu nha. Đó. Đây như phiên bản màu trắng này, phiên bản màu trắng màu đỏ này là phiên bản cao cấp ha các bạn. Có giá rẻ hơn nha, chỉ có giá là 32 triệu nha các bạn. Đây là thời điểm giá Vision thấp nhất có thể là trong năm luôn ha các bạn. Là thời điểm các bạn có thể mua xe một cái giá nó hợp lý và ưu đãi nhất nha. Thì dạ, các bạn có ý dự định để lấy xe thì hãy đến xe máy An Thành Phát nha các bạn. Đó. Đó, thì các bạn mình nếu mà có xem được cái YouTube này thì mua xe mình có được cái quà gì không anh? Bên mình thì khi mà các bạn mua xe, đến mua xe và liên hệ trước với mình qua số điện thoại mình ghi dưới màn hình ấy, thì bao giờ cũng được hỗ trợ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe tùy từng vị trí nha các bạn. Đó. Dạ. Đó. Lưu ý nha các bạn, nên nhớ là các bạn xem YouTube nè, các bạn lợi cửa hàng mua xe thì mình liên hệ trước qua số điện thoại giúp em nha. Đó, khi đến cửa hàng thì cũng có rất là nhiều ưu đãi cho các bạn mình, cũng như là tiền đi lại nè. Dạ. Các bạn liên hệ trước mình ấy, để mình nhất là mình gửi định vị cửa hàng, các bạn đi sẽ
thuận tiện hơn. Và thứ hai là cái vị trí nó chính xác, vì ở bên mình ở đây có hai cửa hàng nó cạnh nhau, mình rất sợ các bạn đi vào nhầm cửa hàng khác thì sẽ không được cái ưu đãi như ở xe máy Thành Phát nha các bạn. Đây, còn về màu của Vision thì nè anh chị ơi, các bạn mình. Vision bên mình có đầy đủ tất cả màu độ 3D hay màu zin nhé bạn. Đấy, những màu cam, màu vàng chuối này cũng là màu 3D nha các bạn. Đó, cái zin thì nó không có cái màu như này, nhưng mà có nhiều bạn những thích, có sở thích màu vàng, màu cam hay màu xanh ngọc hay xanh ngọc bích đó, thì bên mình đã độ lên theo yêu cầu các bạn để các bạn có thể lựa chọn được cái màu yêu thích của mình phù hợp với mình nhé các bạn. Dạ, sáng nay để báo da nốt luôn đi anh. Đây bên đây là có da nốt ha các bạn. Da nốt thì hiện tại có giá là 26 triệu nhé các bạn. Phiên bản khóa thông minh thì có giá là 28 triệu 500 nghìn nhá. Đó. Rồi, sáng nay thì xuống đây em thấy là những cái con Moto Mini này anh cập nhật giùm em luôn anh Hùng ơi. Ducati đi, Ducati là giá sao anh? Ducati hiện tại có giá là 20 triệu nha các bạn. Đó là mẫu 110cc nha. Dạ. Đó. Còn bên cạnh đó là chiếc 125 mới đấy ha các bạn. Mới đấy thì hiện tại có giá là 52 triệu nha. Các bạn okay, nhìn thấy tất cả các giá xe mình báo cho các bạn tại xe mà anh trên kênh Mỹ Mô Tô ấy thì đã đều bao gồm thuế nha các bạn. Dạ. Đã bao gồm thuế VAT nha anh chị các bạn mình nha. Rồi ok, tiếp đến thì mình đi từ từ. À, lần lượt ra ngoài nha anh chị ha, các bạn mình chịu khó xem hết video để biết được giá tất cả những dòng xe của An Thành Phát như thế nào nha anh chị các bạn mình nha. Đây. Sau mình với anh Mỹ sẽ đi xuống đây để tư báo giá cho các bạn về mẫu Sachia Rider Sonic nha các bạn, những cái mẫu xe mà hot nhất tại thị trường hiện nay ha. Được các bạn giới trẻ rất là yêu thích nha. Đây em thấy là Rider này trước đây anh. Rider này giá hiện tại là bao nhiêu anh Hùng nhé? Rider hiện tại có giá là 46 triệu nha các bạn. Đó. Bên mình có đầy đủ các màu độ 3D của Rider Sachia Sonic hot nhất thị trường hiện nay để phù hợp và với thị hiếu của các bạn nha các bạn. Yeah. Ở đây thì Sonic nha anh chị ơi. Sonic thì màu rất là nhiều màu luôn nè. Đó, đủ màu luôn. Anh chị các bạn mình có thể đến đây mình lựa nha. Không thể nào quay chi tiết từng chiếc cho anh chị mà xe khá là chật luôn, anh chị các bạn mình cũng đã thấy ha. Đây mình báo giá bạn về dòng xe Sonic nha. Sonic thì hiện tại có giá rất là thấp nha. Đó là 52 triệu 500 nghìn nha các bạn. Yeah. Thì các bạn có thể theo dõi thì chưa có thời điểm nào Rider Sachia Sonic lại có giá thấp như vậy nha các bạn. Có thể bây giờ nó là cận Tết rồi. Nhưng cách đây một năm nha các bạn thì giá của Sonic có thể là nếu mà giấy tờ xong phải trên 70 triệu ha các bạn. Thì yeah, bây giờ chỉ ở 5X là có thể lấy xe đi về nha các bạn. Đó thì hiện tại cửa hàng mình trả góp thì như thế nào anh? Bên mình hỗ trợ nha các bạn tất cả các dòng xe dưới 60 triệu như là Rider Sachia Sonic, Vario, AB Vision, SH Mo hoặc là GSXR, tất cả các mẫu mà xe dưới 60 triệu các bạn thì bên mình hỗ trợ mua góp không cần trả trước nha các bạn. Yeah. Hồ sơ thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh thư hoặc là căn cước công dân nha các bạn là các bạn có thể lấy xe đi về nha các bạn. Đó. Chỉ cần chứng minh thôi anh chị ơi, không cần bằng lái như trước kia nữa. Hộ khẩu như trước kia nữa nha. Đó, không cần hộ khẩu nha các bạn, không cần bằng lái xe. Đó. Không cần gọi người thân nha. Rồi ok thì mình xuống dưới kia đi anh Hùng. Xuống dưới đây thì mình cập nhật thêm cho anh chị mình nè. Đó, tất cả những dòng xe như là tay ga nè. Rider Sachia cũng còn dưới này luôn, đủ màu luôn nè anh chị. Đây mình báo giá trước cái mẫu SH đi anh Hùng. Đây mình sẽ báo giá bạn về cập nhật về giá xe của SH Mo các bạn thời điểm hiện tại nhá. Thì SH Mo hiện tại phiên bản CBUS ấy thì có giá là 57 triệu nhá các bạn. Còn phiên bản ABUS phiên bản thời trang ấy thì có giá là 67 triệu. Còn phiên bản cá tính như màu đỏ đen và màu bạc đen nữa các bạn thì có giá là 69 triệu nhá. Đó. Như dòng SH Mo thì các bạn chỉ cần đưa trước cho mình 5 triệu là các bạn có thể lấy xe đi về nhá các bạn. Đó. Dạ. Có 5 triệu à. Góp thì mình trả trước có 5 triệu. Đúng anh rồi. Chị ơi. Đó là mình có thể mình là lái xe đi về ngay. Các bạn thì bên mình có đầy đủ tất cả các màu của SH Mo nha các bạn. Đó. Tiếp đến thì SH lớn nè anh chị, thường gọi là SH Nam nè. Đây mình sẽ báo giá cho bạn về cái giá xe của SH Nam ấy tại thời điểm hiện tại nha. Thì phiên bản 125 CBUS thì có giá là 79 triệu nha các bạn. Dạ. Còn ABUS thì có giá là 91 triệu nha. Còn phiên bản 150 CBUS thì có giá là 99 triệu nha các bạn.
Còn phiên bản ABS của 150 ấy, thì có giá là 106 triệu nhá. Đó. Đó, màu rất là đẹp luôn, rất là sang luôn anh chị mình ha. Ở dịp Tết mà. Cái dòng xe này thì các bạn anh chị mình muốn mua trả góp thì mình trả trước tầm bao nhiêu anh Hùng? Như dòng SH125 thì các bạn chỉ cần đưa trước bên mình tầm 15 triệu là các bạn thể lấy xe đi về nha. Còn 150 thì các bạn phải trả trước cả tầm 25 đến 30 triệu nha các bạn. Dạ. Yeah. Thủ tục mình nhắc lại các bạn thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần chứng minh thư hoặc là căn cước công dân là các bạn có thể lấy xe đi về nha các bạn. Thủ tục bây giờ càng ngày càng dễ ha các bạn. Đó, rất dễ để mua xe nha. Dạ. Yeah. Còn mình có thể quay một vòng cho các bạn tham khảo về xe chia. Rider Sonic nha. Đấy, để cập nhật thêm các màu ở cửa hàng xe máy An Thành Phát nha các bạn. Thì bên mình có độ màu tất cả những cái màu hot nhất tại thị trường hiện nay ha các bạn, để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu, cái thị hiếu của các bạn nha các bạn. Nên đó, các bạn đến xe máy An Thành Phát thì các bạn chắc chắn sẽ lựa chọn được cái màu cho mình ưng ý nha các bạn. Anh có thể nhắc lại cái giá xe chia là bao nhiêu anh Hùng? Để đây mình sẽ cập nhật lại cho bạn về Raider xe chia Sonic nha. Raider thì có giá là 46 triệu nha. Xe chia là 49 triệu nha bạn. Còn Sonic là 52 triệu 500 nghìn nha. Đó. Đó, màu sắc thì mẫu xe này thì khá là nhiều màu luôn nè. Các bạn trẻ mình hiện nay là rất thích ưa chuộng cái mẫu xe này, chạy rất là. Thì chắc có thể là sẽ không chi tiết được cái màu xe đâu các bạn ạ. Thì các bạn cố gắng đến cửa hàng trực tiếp nha. Thì mình nhìn nó sẽ chi tiết hơn và hình dung ra xe nó tốt hơn nha bạn. Nhỏ gọn về phần tốc độ thì khỏi bàn cãi luôn anh chị ơi, các bạn trẻ mình hiện nay đó. Rồi từ từ thì mình sẽ qua đây mình xem cái lô Vario nha anh chị. Vario và clip là rất là nhiều màu luôn. Ở đây thì mình cập nhật trước cái mẫu này cái đi anh Hùng đó. MT15 nè anh chị, MT15 thì còn đủ màu luôn nha, có đủ màu xanh, màu xám, màu đen đều có luôn. MT15 hiện tại giá nhiêu anh Hùng? Đây mình cập nhật nhanh cho các bạn về mẫu MT15 này, hay là G15 ha các bạn, hay là TFX nha. Thì TFX thì có giá là 62 triệu, MT15 có giá là 65 triệu nha các bạn. Còn G15 ấy thì có giá là 69 triệu nha các bạn, đến hiện thời điểm hiện tại nha. Đó. Rồi Honda Vera này là 150 này là bao nhiêu anh? Có giá là 45 triệu nha các bạn. Đó, đây là MT15 nha anh chị và các bạn mình. MT15. Và đây là Yamaha G15 V3 nè anh chị. Đây là màu sơn 3D nha anh chị và các bạn mình nha. Màu sơn 3D nha, rất là nhiều màu luôn nè. Đó. Màu rin thì cũng có luôn nha anh chị và các bạn mình, nếu mà có nhu cầu mà thích màu rin thì cửa hàng cũng có đáp ứng cho các bạn anh chị mình. Rồi qua đây thì em sẽ lướt của anh chị mình như là báo giá cái mẫu Vario đi anh Hùng. Rồi, như là clip nữa nè. Mình đây mình báo giá bạn về Click và Radio nha. Nhưng mà Vario thì thời điểm này thì phải nói là cái dòng xe hot nhất luôn đó các bạn. Bán xe các bạn mua rất là nhiều luôn á. Yeah. Riêng về ngày chủ nhật vừa rồi bên mình bán phải tầm 25 chiếc Vario ha các bạn. Dạ. Yeah. Đó. Thì đây mình sẽ cập nhật cho bạn giá xe của Vario tại thời điểm hiện tại nhá. Thì mẫu 125 thì có giá là 38 triệu nha các bạn. Đó. Yeah. Còn mẫu 150 thì có giá là 48 triệu nha các bạn. Còn Calit 125 là bao nhiêu anh? Calit 125 thì có giá là 74 triệu nhá. Còn 150 thì có giá là 98 triệu nhá các bạn. Riêng về dòng Vario này bên mình độ màu rất là nhiều các bạn. Đủ tất cả các loại màu. Đó, các bạn anh chị mình có thể tham khảo màu nè. Các bạn có thể nói là ở đâu thiếu màu chứ ở An Thành Phát thì không thiếu màu nhá các bạn. Đó, đủ màu luôn, rất là xinh luôn. Rất là nhiều màu. Rồi ok nha. Tiếp đến thì đây bên mình đây mình giới thiệu bạn về mẫu CVR này. Bên mình có một mẫu CVR, đây là mẫu 2020 nhá bạn, phiên bản ABS nhá. Hiện tại có giá là 78 triệu nhá bạn. Đó. ABS nha các bạn anh chị mình nha. Đó, mẫu ABS. Rồi ok thì ra đây cập nhật thêm cho anh chị mình những cái mẫu mô tô như là XSR của hãng Yamaha là 155 phân khối nha anh chị. Mẫu XR 155 này hiện tại có giá là 75 triệu nha các bạn. Cái mẫu 155 này các bạn đi, các bạn không phải đổi bằng nhá. Thì bằng A1 của mình được hỗ trợ đến 175 mà. Nên mình đi thoải mái nha các bạn. Còn bên cạnh đây là chiếc GS 150 nha. Mẫu này dành cho các chú trung tuổi ha các bạn. Chú mà nào bụi bộ đội là đi màu này rất là đẹp ha các bạn. Đó. Có giá là bao nhiêu? Mẫu GZ này hiện tại có giá là
68 triệu ha bạn. Dạ. Yeah. Bên cạnh đây là chiếc Zibel 300 nhá. Phân khối 300 nhá bạn. Đi cái này là các bạn phải lên bằng A2 mới đi được nhá. Phiên bản này là phiên bản Avios cả hai bánh nhá bạn. Cả trước và sau nhá. Đó, thì hiện tại có giá là 115 triệu nhá bạn. Rồi, 115. Mình sẽ giới thiệu các bạn về mẫu GSX-R nhá. GSX-R này hiện tại có giá là 63 triệu nhá các bạn. Thì mẫu này bên mình hỗ trợ các bạn mua góp không cần trả trước nhá. Dạ, không cần trả trước luôn các bạn mình ơi. Đây, mẫu xe này thì phải nói là tốc độ là vượt trội trong phân khúc 150 nè anh chị. Mẫu này là các bạn phải nhớ là nó độ với lại của G15 của Yamaha nhá. Đó, dạ. Suzuki sản xuất. Honda thì có CBR, còn Suzuki thì có GSX-R. Còn Yamaha thì có G15, ba cái mẫu xe này là cạnh tranh với nhau nhá. Giá cả không chênh lệch bao nhiêu cả các bạn ạ. Đó, Suzuki thì nó có thương hiệu về tốc độ rồi, về đường đua ha các bạn. Đó. Dạ. Rồi, tiếp đến là này mẫu Suzuki Bandit nè anh chị ơi. Bandit này có thể thời điểm này cũng rất là nhiều người hỏi đến ha các bạn. Thì Bandit hiện tại có giá là 46 triệu nha các bạn. 46 triệu. Mẫu này thì nếu mà trả góp thì cũng đâu cần phải trả trước đúng, rồi, đúng bên, không? Bên xe máy Thành Phát ha các bạn, tất cả các dòng xe dưới 60 triệu các bạn mua góp không cần trả trước nha. Dạ. Hồ sơ rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh thư hoặc là căn cước công dân là các bạn có thể lấy xe đi về nha các bạn. Đấy, đây là màu green nè, màu vàng cát nè anh chị các bạn mình nha. Ở đây thì màu 3D màu green đều có luôn. Đó, màu thì đầy đủ màu luôn, cho đáp ứng đủ cho các bạn mình. Thích màu nào thì cứ đến An Thành Phát nha anh chị mình nha. Rồi các bạn có thể để ý bên mình còn có tất cả như là Exciter 155, MX King, Winner X ở trên lầu nha các bạn. Đó, anh Mỹ ô tô thể quay cho các bạn thì đấy nhá. Thì hôm nay mình chỉ báo giá các bạn cái dòng xe ở phía dưới nha các bạn nào mà muốn biết giá về như là Exciter, mấy kinh thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại của mình nhá, mình sẽ tư vấn chi tiết về giá xe và thủ tục cho các bạn mua xe nhá các bạn. Đó. Thì cửa hàng An Thành Phát thì cũng còn như là các bạn mình có đam mê mà Exciter mà 150 đời 2018 á, cửa hàng An Thành Phát vẫn còn nha anh chị các bạn mình nha. Có quan tâm thì anh chị các bạn mình cứ liên hệ trước qua số điện thoại màn hình để được gặp anh Hùng tư vấn thêm cho quý anh chị các bạn mình ha. Đó, về phần địa chỉ cửa hàng thì nằm ngay trên quốc lộ 13 luôn nè anh chị các bạn mình. Đó, thì thuộc là khu phố 6, phường Thế Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha anh chị. Đó, chi tiết thì rõ hơn thì cứ liên hệ trực tiếp trên số điện thoại màn hình để được anh Hùng tư vấn rõ hơn nha. Các bạn ở xa đến ở tỉnh ngoài đến các bạn thì các bạn chú ý với mình nhá, thì liên hệ trước với mình để mình gửi thì cái vị trí định vị ấy, thì các bạn đi sẽ thuận tiện hơn, và thứ hai là dỡ nhầm vào cửa hàng nhá, vì ở bên cạnh mình nhá, anh em có thể quay ở góc ngã tư kia là có một cửa hàng khác nhá, không phải là cửa hàng bên mình nhá các bạn. Cửa hàng bên mình ấy là mặt tiền nằm ngoài quốc lộ 13 nhá các bạn. Đó, nằm cạnh ngay đèn xanh đèn đỏ, ngã tư khu công nghiệp Mỹ Phước 2 luôn nhá các bạn. Đó, yeah. Các bạn thì để khi mà đến ngã tư ấy thì cứ để ý là có một cái cửa hàng xe máy rất là lớn. Đó, mặt tiền nằm ngoài quốc lộ, đó là cửa hàng bên mình nhé bạn. Còn cửa hàng phía bên trong, đường phía trong kia là không phải là cửa hàng bên mình nhé bạn. Dạ. Ở đây, bên ở đây thì từ cái mặt tiền ở ngoài này mình nhìn ra cửa hàng á. Nhìn ra thì phía bên tay phải mình là đi xuống Sài Gòn nè anh chị. Đó, và phía bên tay tay trái mình là đi lên Dầu Tiếng, đúng không anh Hùng? Đúng rồi, đây này là đường lên Bình Phước hả các bạn? Dạ. Đó thì anh chị mình trong khi quay nãy giờ có thắc mắc hay là không hiểu về máy á, thì mình cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại màn hình để được gặp anh Hùng tư vấn chi tiết thêm cho anh chị mình rõ ràng hơn nha. Bên mình có đầy đủ tất cả dòng xe nhé các bạn. Có thể các bạn xem video, cố gắng xem video hết video để có thể cập nhật từng loại dòng xe. Còn nếu mà không thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình ghi dưới màn hình. Thì mình sẽ tư vấn về giá xe cho các bạn nha. Đó. Dạ, ok anh. Đó thì video em chắc là tạm dừng tại đây á anh chị các bạn mình, thích là cho em một like và một lượt chia sẻ mạnh ha, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ kênh em, cũng như là ủng hộ xe máy An Thành Phát được nhiều người biết đến nha quý anh chị các bạn mình nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn nha, thì cũng mong các bạn luôn ủng hộ xe máy An Thành Phát nha các bạn. Để đó thì anh chị các bạn mình thích thì cho em một like nha anh chị, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi ủng hộ em ha. Cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.